Xin chào Tạ Quang Thắng, một mùa giải bài hát Việt thật là bội thu của bạn. Một câu hỏi không mới, nhưng tôi vẫn muốn biết, đó là bạn có cảm thấy bất ngờ khi mà cùng một lúc bạn nhận được tới 3 giải thưởng và lập nên một cú hat-trick ở một sân chơi lớn như là bài hát Việt hay không? Mình thực sự rất là bất ngờ bởi vì là bài hát Việt là một kỷ niệm rất là đẹp đối với mình. Và cái mục đích của mình khi tham gia bài hát Việt là được quay trở lại bài hát Việt, đứng trên sân khấu và hát chính bài hát của mình, vậy thôi. Và khi mà được giải thì mình rất là bất ngờ, và thậm chí là 3 giải thì lúc đấy mình nói chung là rất là luống cuống, không biết là nên nói những cái gì, nên là chắc là lên đấy nói cũng không được hay lắm. Bạn vừa nói rằng là đây là một sự trở lại sân chơi bài hát Việt, điều có nghĩa rằng là Lá Cờ không phải là bài hát đầu tiên bạn gửi để tham gia chương trình này. Đúng rồi, Lá Cờ là bài hát thứ hai. Bài hát đầu tiên của mình là bài hát Hà Nội Níu Bóng Em, thì là đã được vào lọt vào live show tháng 6 của cũng là trong bài hát Việt 2010. Cảm xúc của một người trẻ về cuộc sống xung quanh thì có thể có rất nhiều. Vậy thì tại sao bạn lại chọn chủ đề là Lá Cờ chứ không phải là bất cứ một chủ đề nào khác như là tình yêu chẳng hạn, như các nhạc sĩ vẫn viết? Đối với mình thì Lá Cờ nó là một cái hình ảnh rất là đặc biệt, bởi vì là khi mà nhìn thấy lá cờ thì mình lại nhớ đến những câu chuyện mà cha mẹ mình kể, những cái ngày kháng chiến gian khổ mà cha đi đánh giặc, rồi phải gác lại cái chuyện học hành của mình, rồi mẹ thì làm trong đoàn văn công đi biểu diễn ở những cái tỉnh xa xôi cho cả bộ đội lẫn đồng bào các cái tỉnh xa. Thì những cái câu chuyện này nó in sâu vào cái tâm trí của mình từ khi mình sinh ra và lớn lên rồi. Và khi mà nhìn hình ảnh lá cờ thì luôn luôn mình nghĩ đến những cái hình ảnh mà cha mẹ mình kể và mình thấy rất là tự hào. Tôi thấy là trong bài Lá Cờ của bạn có những đoạn ca từ như là phải ăn bo bo và trải qua những ngày tháng gian khổ. Chắc hẳn là cha mẹ bạn phải làm một cái kho chuyện và kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện mà những người trẻ tuổi như bạn chắc chắn là không thể nào mà được trải qua, đúng không? Đúng rồi, cha mẹ mình cứ như là một cái kho chuyện ngày xưa vậy. Và từ những cái chuyện mà kháng chiến, chiến tranh gian khổ như thế nào, đến những cái chuyện mà cái thời bao cấp phải cuộc sống nó khó khăn như thế nào, nhưng mà những cái câu chuyện đấy luôn luôn có cái hình ảnh là sự phấn đấu, sự cố gắng để vươn lên và xây dựng đất nước ngày càng đẹp hơn. Và chính trong cái cuộc sống mà càng khó khăn thì con người Việt Nam thể hiện cái tinh thần dân tộc của mình càng cao, nên là mình rất là tự hào khi cha mẹ mình như vậy và con người Việt Nam như vậy. Khi mà đặt bút viết Lá Cờ thì đơn giản đó chỉ là cách mà bạn chia sẻ cảm xúc của mình với khán giả, hay là ngay từ đầu bạn đã có một định hướng rằng thông qua bài hát của mình có thể khơi gợi một điều gì đó, tình yêu nước chẳng hạn, trong lòng những người trẻ tuổi đồng lứa với bạn? Làm nhạc thì luôn luôn có hai cái tiêu chí nhất định. Thứ nhất là giải trí, thứ hai là có một cái ý tưởng nhất định để xuyên suốt trong cái ca khúc đó. Thì mình muốn viết nhạc xã hội thì luôn luôn là mình làm song song hai cái điều đó. Tuy nhiên thì khi mà viết bài Lá Cờ thì mình cũng không nghĩ quá to tát, mình chỉ là như là kể một câu chuyện về bản thân mình, về cha mẹ mình, và nói lên cái cảm giác của mình khi đứng dưới bóng cờ và hát lên bài ca mà mình viết thôi. Tôi vẫn còn nhớ là cách đây vài năm trong chương trình Tuổi Đời Mênh Mông thì bạn và anh Khang lúc đó còn là những cậu học sinh trung học đã có một sự thể nghiệm rất là thú vị khi mà tạo thành một cái phiên bản bài hát Đi Học của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, một cây guitar chơi kiểu acoustic với những cái cách phối bè rất là tây. Ngay từ khi đó thì các bạn đã có ý thức thể nghiệm rất là cao. Tôi rất muốn biết rằng bạn có suy nghĩ như thế nào về sự thể nghiệm? Đã là một người nghệ sĩ thì luôn luôn những cái hoạt động của mình đã là thể nghiệm rồi. Mình viết tìm ra một cái vòng hòa thanh mới hoặc là tìm ra một cái ý tưởng mới để viết một cái bài hát thì đã là thể nghiệm rồi. Còn cái đánh giá của hội đồng thẩm định dành sự ưu ái cho mình cũng thực sự là bất ngờ, bởi vì mình nghĩ là âm nhạc thì nó không có biên giới, ý tưởng rồi là giai điệu cũng vậy thôi. Tự sáng tác, tự thể hiện ca khúc của mình, phải chăng là Thắng đang xây dựng một hình ảnh là một người nghệ sĩ có thể lo được tất cả mọi khâu từ A đến Z, từ khâu sáng tác tới khâu trình diễn, hoàn tất cho một sản phẩm âm nhạc? Xuất phát điểm của mình là học thanh nhạc ở nhạc viện thôi. Còn mình tự tìm tòi mua sách, rồi là nghe nhạc, hỏi các anh đi trước về các cái khúc thức của bài hát, rồi hỏi về hòa thanh, nên là mình cố gắng mình làm được một chút thôi. Còn mình không thích là mình đóng một vai trò làm từ đầu đến cuối. Mình muốn là có một cái ban nhạc, ekip của mình nghĩ là một người không thể làm hay được bằng rất nhiều người làm. Xin cảm ơn Tạ Quang Thắng đã tham gia cuộc trò chuyện này, và xin một lần nữa chúc bạn sẽ có thêm nhiều thành công mới.